Hello, xin các bạn đã quay lại với kênh YouTube Ngân Ăn Hành của mình nhé. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề dành cho các bạn đang làm trong ngành công nghệ thông tin, hoặc là các bạn nào mình đang có đam mê nghiên cứu về ngành công nghệ thông tin. Đó là một cái trang web về học lập trình. Sở dĩ mình làm video này là bởi vì hôm nọ mình có xem anh Hoàng Tôi Đi Cốt Dạo, một YouTuber rất là nổi tiếng trong ngành, ảnh like code chiến đấu với các bạn của ảnh thông qua cái trang web này luôn. Là một trang web khá là hay. Wow. Nó 45 giây, mình 52 giây đầu xanh. Ok, may quá mình thắng ván đầu nha. Ăn ở tốt mày ơi. Ok, 1-0 cho Tôi Đi Cốt Dạo nha các bạn ơi. Sau đó mình cứ đi tìm hiểu và mình thấy là web này nó hay thiệt. Bởi vì khi mà chúng ta học á, chúng ta thường code thô thôi, tức là code toàn là chữ console lock ra thôi. Thì cái trang web này giúp chúng ta hiển thị kết quả thông qua những cái hiệu ứng hình ảnh, đồ họa, animation ở trong game luôn các bạn. Rồi, thì cái trang này nó hoạt động như thế nào và nó hay như thế nào thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mở trình duyệt lên các bạn ha. Các bạn có thể dùng Chrome hoặc là bạn dùng cốc Firefox gì cũng được. Mình mở Chrome và mình mở ẩn danh luôn để cho nó không có lưu lại ha. Rồi, các bạn gõ là coding game ha. codinggame.com. Đó. Rồi, enter. Dạ xong. Rồi, vô web của nó nào. Rồi đây, giao diện hành tráng thiệt luôn á. So với những cái trang học lập trình khác như là HackerRank hoặc là LeetCode gì đó thì những giao diện nó khá là nhàm chán, trong khi giao diện của Coding Game rất là hay, bởi vì những cái dự án, những cái bài tập mà trang web này training chúng ta đều thông qua cái game cả. Rồi, mình xem nè, ở đây mình thấy có mục là Get Started nè, bắt đầu nè ha. Rồi mình bấm vô đây thử. Rồi, Login. Continue with an account hả? Mình khoan đăng ký thử xem. Khoan đăng ký. Rồi, ok, nó hướng dẫn mình nè các bạn. Chào bạn đã đến với The Onboarding. Cái này chắc là cái tên của cái game nè. Rồi, Coding Game sẽ cho cung cấp cho bạn cải thiện những cái kỹ năng code bằng game. Rồi, nó bắt đầu với tất cả những cái IDE, tất cả, tức là nó hỗ trợ mình nhiều ngôn ngữ luôn các bạn. Nhiều cái môi trường lập trình luôn. Rồi, mình có thể code và test những cái ý tưởng ha, những cái gì mà mình nghĩ ra. Rồi, ok. Đây nó ghi lại là cái mục chỗ này nè. Got it. This is your mission statement. Đây. Tức là cái mục này là cái mục mà giống như câu đố của nó đó. Nó sẽ cho chúng ta nè các bạn. Mục tiêu nè. Đó, mục tiêu mình là cái gì? Rule là luật lệ là cái gì ha. Đó, nó ghi rõ luật lệ. Đó, animal and this một gì đó ha. Lát hồi nữa mình dịch cái này kỹ hơn. Rồi, đó. Nó nói là chế độ solo hay là chế độ nhiều người chơi là team base, tức là team base, tức là trong game á, thì khái niệm này là khái niệm giống như các bạn đánh cờ tướng, cờ cờ rô á, tức là đối thủ không bước, bạn bước, đối thủ không bước, bạn bước, đối thủ không bước, bạn bước, cứ vậy. Với mỗi lượt thì chương trình sẽ lấy new input, tức là cứ mỗi lượt, cứ mỗi vòng quay như vậy thì chương trình mình sẽ có cái đầu vào mới, và chúng ta phải làm sao ra được một cái đầu ra ha. Must output the action. Got it luôn. Chọn ngôn ngữ lập trình. Đó đây, hồi nãy nó nói nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình nè, nhiều cái idea, đây nhiều cái môi trường tích hợp á, thì bây giờ nó thôi mình nhiều ngôn ngữ luôn, mình nghe cái đó mình biết rồi. Bash, trời, C, C sharp, C cộng, Clojure, D, Dart. Chọn công nhận nhiều ngôn ngữ mình cũng không biết luôn các bạn. F sharp, Go, chắc Golang á, Haskell, Java, JavaScript, Lua nè, Kotlin gì đó, Objective-C, Occam, Perl, PHP, trời, quá trình ngôn ngữ luôn các bạn. Rồi ở đây mình chọn Java ha, Java ngôn ngữ mình quen thuộc. Rồi, time to code, rồi giờ nó kêu mình code á. Ok, giờ nó nói với mình là cái chương trình của mình là bắn những cái con alien gần nhất, alien với một thú, quái thú, nói chung là địch thủ á. Rồi, Lucid là gần nhất ha, bắn những cái con gần nhất. Copy and paste code vô cái nơi đúng của cái editor. Quý vị vậy? Lại cho mình cái, nó cho mình luôn cái đáp án luôn mấy bạn. Cái này nó phải là web học này hay là web chỉ vậy? Rồi, kêu mình copy cái này. Rồi, mình Ctrl C copy. Rồi, đây là idea nè. Rồi, giờ nó kêu mình paste vô cái nơi đúng. Rồi, đọc. Đây là cái hàm men của Java ha. While true, game loop. Đúng rồi. Thì ý nó nói là cái vòng lặp này, cái chương trình nó sẽ chạy liên tục như nè. Đó, cứ chạy vòng vòng này hoài. Cứ mỗi lần mà quay vòng lại, vòng lặp này nó sẽ nhận cái input mới. Đây, đúng như này nó nói.
viết một cái hành động sử dụng system.out.println. Tức là khi mà chúng ta dùng câu lệnh này thì nó sẽ là cái hành động của chúng ta nha các bạn. Đó, hèn chi nè, các bạn thấy nè, đó, các bạn thấy cái đoạn XML của nó nè. Nếu như list1 bé hơn list2 thì system.out.id1, ngược lại system.out.id2. Rồi, ở đây nè, nó kêu mình enter the code here nè, chắc là ở đây chứ còn đâu nữa đâu. Thật ra là chỉ cần ở dưới đây là được. Các bạn nữa copy trên đây là được rồi. Tại trên đây thì chúng ta sẽ chưa có dữ liệu của list1 và list2, vậy thôi. Ồ, nó hỗ trợ Ctrl Z luôn các bạn, Ctrl Z để được luôn á. Cái IDE chỗ này nó khá là hay á. Rồi, mình Ctrl V ra nè. Rồi, ok. Rồi, để coi nè. Nó lấy dữ liệu enemy1 ra, lấy dữ liệu list1 ra. List này nó ghi là distance, tức là khoảng cách đến enemy, cái địch thủ thứ nhất. Còn đây là list2 là khoảng cách đến địch thủ thứ hai. Rồi, code nó cho mình là nếu như khoảng cách 1 mà nhỏ khoảng cách 2 thì sẽ là in ra tên của con enemy1. Ngược lại thì sẽ in ra tên của con enemy2. Tức là đoạn này yêu cầu chúng ta in ra tên của một cái đứa gì đó, tên một con enemy. Rồi, chắc là nó sẽ là cái action đó các bạn, hồi nãy nó ghi nè ha. Cái system out của mình đó chính là action đây. Đó, action là hành động luôn. Rồi, chưa hiểu lắm nhưng mà để coi coi. Get it. Rồi bây giờ nó kêu là kiểm tra code bằng cách là mình nhấn vô cái nút này hả. Rồi game test case giải quyết rồi, link code play test case, tức là nó sẽ có cho mình test case, mình thử ha, play test case xem xử lý. Rồi rồi nó hiện mình là đây, what the code in action đây, perfect. Got destroy tất cả alien hay ta, got đi thử coi các bạn sẽ học code and play submit your solution. Tức là nếu mà mình đã thích thú rồi, mình muốn học đó các bạn, thì mình hãy gửi cái giải pháp mình lên, tức là cái đoạn này nè các bạn, cái đoạn mà trong code á, tức là mỗi người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau và sẽ có code khác nhau. Cho nên là nếu như các bạn nào mà mình muốn chia sẻ cho cộng đồng thì các bạn hãy bấm nút submit này để mà cái code của mình có thể được đưa lên cộng đồng ha. Mình biết đâu mình học được nhiều cái kỹ thuật mới của những người khác đó các bạn. Đôi khi cách mình nghĩ ra nó không phải là cách tốt nhất ha. Rồi, bấm submit coi. Wow, submit lại đòi đăng nhập, cancel thử. Cancel không cho submit mấy bạn ơi. Vậy bắt buộc mình phải đăng nhập rồi. Rồi bấm submit đi. Rồi thôi, mình đăng ký với account Google đi. Rồi, mình thấy rồi. Rồi, tại vì cái điện thoại mình đang dùng để quay video cho các bạn là mình liên kết với lại cái tài khoản này luôn ha. Rồi, bấm tiếp theo thôi. Xong. Rồi, đã kết nối. Xong. Đó, ok, nó đã đổi giao diện. Đó, nó đang tính toán cho mình. Đây. Ok, rồi vậy đó. Đây, mình được thưởng 10 điểm kinh nghiệm. Ôi, gì chứ gì, nó mất lại thấy được thưởng 10 điểm kinh nghiệm này, do khám phá ngôn ngữ Java gì đó, là 5 điểm kinh nghiệm gì đó. Chưa kịp coi nữa. History, lịch sử nè. Đó. Đây. Onboarding Master luôn. Rồi, lịch to Ray. Thôi khỏi Ray đi, next step. Khoan đi. Rồi, mình coi lại tí xíu hả các bạn ha. Play lại cái video của mình. Đây, các bạn quan sát cái phần console output nè. Đó. Rồi, mình thử nha. Mình không có viết nè. Mình viết thử cái sao nó hiểu không? Cho nó hiểu luôn các bạn ơi. Ví dụ như Huy. Đó, system out. Thay vì mình system out cái chuỗi enemy 1 thì mình system out cái chữ Huy của mình. Coi sao. Ủa, nó vẫn chạy đúng ta. À, mình nhầm, mình phải nhấn thế này nè, check again nè, hoặc là play on test case, check again. Đó, update code lên. À, standard output stream. Rồi, chết. Rồi, hiểu rồi. Tức là cái phần console output này á, đây, nó sẽ cho mình mỗi lần cái vòng lặp này nó lặp á các bạn. Nó sẽ in ra cái gì. Đây, system out của mình, nó sẽ quyết định là cái chuỗi sẽ in ra đây. Và cái chuỗi in ra đây chính là hành động ở trong từng cái game của mình ha, mỗi game nó sẽ có hành động khác nhau. Rồi ví dụ như với cái game này các bạn thấy là mấy con alien bay tới nè, đó mấy con này nè, nó có tên đó các bạn. Đó, mấy con nó có tên, nó chính là enemy1, enemy2 gì đó. Thật ra nếu mà nói đúng á là mấy cái con này á là nó cả một cái danh sách luôn các bạn. Danh sách luôn á, rất là nhiều con. Nhưng mà bởi vì á là cái này tại tutorial thôi, cho nên là mỗi lần nó cho input mình có 2 con thôi. Đó, cứ cho mình input 2 con. Và nhiệm vụ của mình á là coi coi á là hai cái con này khoảng cách hai con này nè
đến cái phi thuyền của mình nè, con nào gần hơn mình phải bắn con đó. Đó, ý nó là vậy. Cho nên đó là các bạn thấy là mình dẹp cái này đi nè, quay lại cái này ha. Rồi, khoảng cách giữa hai con, cứ một lần lập nó sẽ cho mình boost của hai con, của hai con alien ha, tức là hai thằng đối thủ lan lao vô mình nè. Đứa nào gần hơn, system out tên đứa đó, tức là mình sẽ điều khiển cái phi thuyền mình bắn cái đứa đó ha các bạn ha. Rồi, đơn giản vậy thôi, lận cho hai con. Dù là nhiều khi trên màn hình mình đang xuất hiện cái chục con á. À, đúng ra này là cái list nữa các bạn. Rồi, mình chạy lại nè. Đó, các bạn nhìn cái output nè. Cứ mỗi lần lập á, tại vì đây là XL cho nên hoặc là system out cái này hoặc là system out cái này thôi. Đó, được chưa? Rồi, mình chạy thử. À xin lỗi các bạn, quên nữa, bấm like try again ha. Rồi, bấm like là nó không có build lại, bấm vô đây mới build lại. Đó, rồi thấy mỗi lần lập nè, đó nó đổi tên cái con gần nhất không? Đó ha, rồi đâu bắn. Rồi, đâu bắn. Rồi, you win. Đó. À, bài này khá là dễ bởi vì nó là tutorial thôi. Và mình hiểu sơ sơ rồi đó. Đó, chúc mừng ha, pass rồi. Đó, submit lại nè. Đó. Latin cầm boost score, nó hiện là cái hồi nãy. Đó, chưa gì bắt người ta hiện lên này rồi sao người ta coi được. Rồi, bấm next step coi, ra cái gì đây. Rồi, trong cái giao diện khác, mình thấy trên đường dẫn này là trang home nè các bạn. Trang home tức là chắc là trang profile của mình. Ui ui, nó hiện cái gì đây, tắt đi. Rồi, giao diện của mình. Đây, condition, đây là cái game mình mới giải quyết. Dưới đây còn rất là nhiều trò đấy sao nè, descend nè, sự suy giảm thì giảm xuống gì đó. Rồi, class of code gì nè. Đây, are you original coder, 025 kinh nghiệm, no stamp tradition. Thôi mình chọn 3-4 năm kinh nghiệm đi. Rồi, bạn đã nghe về cái coding game như thế nào, stream, website, asset engine, ghi đại, stream. Rồi, bạn có muốn trên coding bootcamp? No, thôi, mất công nó dụ mình đi học mấy cái khóa học nữa. Rồi, đây, class of code, để chỉ đặt cái chế độ gọi là đấu với những người khác mà anh Hoàng đã chơi các bạn. Thôi mình mới tìm hiểu trang này, mình chưa biết nó thế nào hết, từ từ mình chơi thôi. Rồi, ngày hôm nay Huy đã cùng với các bạn tìm hiểu thử về trang coding game rồi ha. Thì ở video sau, Huy sẽ giải một cái bài thử thách của coding game cho các bạn xem. Rồi, nếu các bạn thấy series video này hay thì hãy cho Huy một like và subscribe để Huy tiếp tục ra những video tiếp theo nhé.